sợ hơn cô nào. Cô hồn thử cũng xem sao, cô đơn này tìm chỗ vui nào là hết ngày. Covid mà dính thì gay, nhẹ thì cũng phải 14 ngày cách ly. Nặng thì phải thở oxy, nặng hơn có thể ra đi vội vàng. Đi không từ biệt xóm làng, bạn bè chẳng dám thắp nhang chia buồn. Đã đi là xác định luôn, mang theo anh Covid để nỗi buồn chị cô đơn. Cô hồn có khác gì hơn, chết do bệnh tật tối hơn mà ra. Covid thì xác định là nguy cơ sẽ gặp cả ba cô này. Nếu sợ thì hãy làm ngay, luôn giữ khoảng cách, rửa tay ta khử. Sợ thì hãy làm ngay, luôn giữ khoảng cách, rửa tay ta khử trùng, khẩu trang luôn phải mang cùng. Khẩu trang luôn phải mang cùng, tránh xa những chỗ tập trung đông người, cửa nhà phải thoáng khi tươi. Ý à. Cửa nhà phải thoáng khi tươi, đồ ăn nấu chín mười mươi ta hãy dùng, phương tiện hạn chế đi chung. Ý à. Phương tiện hạn chế đi chung, khai báo y tế phải trung thực vào, tạm dừng văn hóa thể thao. Ý à. Dừng văn hóa thể thao, yêu nước đồng bào xin hãy ở yên, dịch mang hậu quả nhãn tiền. Ý à. Dịch mang hậu quả nhãn tiền, Mỹ Hàn Ý Đức quy tiên như thường, một khi Covid chẳng thương. Ý à. Một khi
Covid chẳng thương, mọi người ta phải khẩn trương chấp hành, đánh cho Covid tan tành. Đánh cho Covid tan tành, tinh thần đoàn kết ta giành chiến công, Việt Nam tất cả cộng đồng. Việt Nam tất cả cộng đồng, nói theo truyền thống con rồng cháu tiên, lời vang hiệu triệu trăm miền. Việt Nam tất cả cộng đồng, nói theo truyền thống con rồng cháu tiên, lời vang hiệu triệu trăm miền. Lời vang hiệu triệu trăm miền.